What's up anh em? Ok, what's up trở lại anh em. Cứ mỗi ngày mới chùa chúng ta gặp nhau nữa nha. Mọi người ơi, và vẫn lại tiếp tục lại là mình nữa anh em ơi. Ok, hôm nay vẫn cứ như tôi đề anh em ơi. Hôm nay chủ nhật và nói chung là game cho chúng ta mấy con coder cũng lại xịn sò anh em ơi. Ok, và hôm nay săn sản phẩm mà mình có free nữa nha anh em. Bởi bên này săn sản phẩm mình vòng mấy bằng mấy gói free. Nói chung là kết quả cũng khá là ok anh em, khá là được nha, khá là hài lòng luôn. Ok, hôm qua thì là cụ mười mấy tuổi, cụ kia chẹt mà luôn khá hấp anh em. Hay giờ hôm nay vẫn như thế nữa nha. Ok, và vẫn cứ như cũ thôi nha anh em, vẫn cứ như tôi đề. Rồi trước khi vào kèo anh em có nhu cầu gì thông tin lại cũng như cũ nha anh em, kêu cho mình chú comment ở trong phần mô tả. Ok, cảm ơn anh em và xa ra tất cả anh em rất nhiều. Vâng, mà vẫn cứ như là doán cũ thôi. Trước khi vào kèo anh em quên thì sẽ ban 7 tiếng nha anh em. Thật sự mình nản chí luôn em ơi, hồi sáng giờ rồi anh bảy là gần, nói chung là bay là gần 100 mấy phôi nha anh em, gần 200 phôi, nói chung là vậy lên gần 200 con phôi ra đi anh em ơi. Nhưng mà không bế được cùng 7 anh em. Chứ mình cũng nản anh em ơi, thật sự luôn anh em ơi. Đôi khi mình cố gắng là nắm bắt một cái gì đó và muốn hoàn thành nó và muốn là nó xảy ra một cách thật là mong muốn anh em, thì rằng nha anh em, mọi thứ mình làm nó xảy ra không tốt đẹp anh em, và cảm giác là muốn từ bỏ nó đi anh em ơi. Quá nản anh em thật sự luôn á. Ok, nói chung là đặt cái Semuro trước đây anh em ơi. Thì bây giờ muốn từ bỏ cái những thứ mình đang nắm mắt quá anh em ơi, bởi vì mình càng cố gắng thì nó càng buông bỏ thôi anh em. Quái ồ quá, buồn quá anh em ơi. Không biết chừng nào 7 lên 8 đây chứ cũng nản rồi. Ok, quái thật sự anh em ơi, cứ đập như thế này thì phôi rồi phôi đi, nhưng mà kết quả thì ba đủ anh em à, còn 7 lên đá anh em còn ta không nổi luôn ấy. Rồi ba gần ba mấy tỷ TB rồi anh em ơi, giờ mình còn có 5 tuổi à. Ôi dồi, quá 35 tuổi rồi anh em ơi. Nếu mà sáng đập 7 nếu thôi nghĩ hôm nay là khó rồi, sáng đập 7 mấy lần không lên, chán thật. Ôi xong anh em ơi, thất bại anh em ơi. Quái, lẽ bán chi lên 3B chứ là theo Hernandez này đi anh em, nếu mà phôi đập tiếp chứ. Quái quá, khó nhai quá anh em ơi, thật sự luôn nè. Một sáng mà đập con 4 phân lạch nhưng mà đi luôn nha anh em coi nè. Ok, lên nhảy không? Không nhảy luôn nè, buồn đời ghê luôn á. Cứ sửa như thế này sao thì cuộc sống này không xảy ra như mong muốn, nhưng mà quá khó. Ôi, giết mình nản quá anh em ơi, đúng buồn đời luôn, đập quảng lên anh em ơi, khóc luôn anh em. Đừng có định là đập tại kinh nghiệm bên chính anh em ơi, không biết có lên thôi không đây, đập liều quá không anh em, cuộc sống mà chúng ta thêm màu gì đó không. Quái hả? Lên chín luôn mini. Lên luôn. Ui không lên anh em, nhưng mà vô phương anh em ơi, bé lên chín luôn. À, quá đã. Ok, nói chung là giờ đi qua sân khách nha anh em, đi qua sân khách để mua như hôm qua đây. Ok đem anh. Hello trở lại anh em, ok quan sát hết nha. Ok, mới đặt quả bebe lên kinh nghiệm chính quá đã nha anh em. Mà thật sự anh em có cảm giác là game dạo này nói chung là đập mấy cái thẻ nó dễ không anh em, mình cảm giác như thế nha, có hút anh em ơi. Ok, chung là mở mấy gói 124 còn sót lại hôm qua nha anh em, demo luôn. Ok, lửa không lửa anh lắc làm gì thằng to luôn mình đi ơi. Ui cờ này á, đủ rồi anh em ơi, 125 miên rồi, có to thằng tốt nha anh em, hợp lý á. Cộng 1 rồi, 125 cộng 1 anh em. Quả từ hết hồn chỉ có 128 nha, giờ vẫn ok đây mình. Tiếp tục nè mày nỉ rồi, ok, lửa rồi. Không lửa luôn, quái đồ đây mình. Tiếp rồi nha anh em, còn cái này sẽ có lửa nha. Ok, biết lắm rồi. Bởi là mình mở cái gì nó không chui lửa rồi là y như đằng không chui hết luôn nha anh em. Quá lỏ đây mình. Ok, mày cuối nha anh em, sao kêu anh em quên, sương sương đi. Bây giờ có lửa nha. Hết hy vọng, lỏ đây mình. Hay vô trở lại anh em ơi. Ok, kèo okay, anh em quơ thôi nha. Phần này là kèo đầu tiên ngày hôm nay, kèo anh em trọng tiến anh em ơi. Ok, tiếp tục lại là người anh em. Phần vào ngày hôm nay người anh em đưa kèo đó là team color gọi là Arsenal anh em ơi, khá là đẹp đẽ nha. Ok, mùa tốt thì bị nhiều luôn anh em ơi, quá đã. Ok, vào ngày hôm nay người anh em kèo đó là đi hóa vàng cho hai kèo nha anh em. Hóa vàng gọi là Saka và gọi là Saliba anh em ơi. Ok, và rồi mình hóa vàng hai trước đi ta. Saliba trước anh em, CB trước đi xong rồi tiền đạo. Ok, và phôi đều nhìn lại cho trắng nha. Ok anh em, và rồi mình để phôi giống với người anh em luôn. Tầm là màu cái anh em ơi. Ok là mình nha. Ok, kèo con nông đầu tiên, hy vọng sẽ lên một cái suôn sẻ nha mấy ní. Dứt nha, đương tiên nhiều mất hay. 2 3 4, đây là Saliba. Lên nhẹ nhàng đi nào. Trời ơi luôn em ơi. Cộng 5 nó còn như thế này, cộng 8 thì khó mà nghĩ tới được nó nha anh em. Dầu dữ vậy ta, quá nhiều quá đó mình.
quá rồi luôn, em nghĩ hay đi hai kèo quá, anh em hai kèo đi đúng hai là chán, đúng chán đời luôn nha mày đi. Quá em đây dậy em cho nè, chết nha anh em. Mình ngu quá à. Quá này lên kèo không cũng được nữa đó. Sao? Anh em kết quả xấu quá mày nè. Ok. Đúng phải thế này với anh em, hai kèo đi hai là quá ba đủ. Ok, phải lên một kèo ngủ tinh thần chứ. Vâng, đấy là Saka nha anh em, quyết định đúng đắn cái tập Saka cuối cùng rồi. Hợp lý anh em ơi. Ok, biết chỉ số như thế nào đây, nhưng kinh nghiệm cùng 10 thì thấy quá nét rồi mày nè. Ok, đù trời gần 300 nha, quá đã nha, 596 luôn. Ok, đợi mình nha. Ok, nên săn cách nhiều đó nữa nha anh em. Ok, về lại sân nhà thế nào, để mình luôn. Hẹn video trở lại anh em ơi. Ok, về lại sân nhà đây nha. Phương đã kèo được tới sân nhà, kèo của anh em Minh Tuấn. Ok, hôm nay sân khách cũng giống như hôm qua anh em, nhiều đó kèo đó. Ok, giọng gọi là hó hóp lại kèo 7 sân nhà nữa nha anh em, giống hôm qua, không biết hôm nay có lên như hôm qua hay không. Ok, đó là cái semi rồi một tới hôm qua của người Minh Tuấn. Sao đâu anh em. Và được phôi đó là 24-23 đó anh em ơi. Ok, được phôi giống người này quơ nữa. Dù khác hay là đợi mình gắn một phá nha anh em. Ok, mình gắn một phá vô nha anh em. Ok, cảm nhận và lụm thôi, không nên nói nhiều liên thiên nha anh em. Dứt 1 2 3 4 5 6 đây là cá semi rồi. Lụm luôn thì quá đúng với giáo án hôm qua nha mày ní, thật sự luôn. Quái định mệnh chân nó quá định mệnh em ơi, quả giống hôm qua vậy. Ý gan luôn em ơi. Cuộc sống này thì luôn xảy ra những điều chúng ta khó nghĩ tới được em ơi. Quá đã và rất là semi. Quá đẹp luôn em ơi, quá đẳng cấp luôn người em Minh Tuấn ơi. Quá rồi anh em, nói chung là ít kẹo nhưng mà nó chất lượng mới đấy. Chiều 7 hôm nay lên tiếng nữa rồi, quá đã nha anh em, nhưng mà anh 7 mình không lên tiếng, thật đáng tiếc điều đó. Ok ok mọi người thôi nha, nhưng đó đã đủ. Tới công chuyện nữa anh em ơi, mà gối cô đơn cho được ly kích của cacao luôn anh em, đi cụ cho 23 nè. Quái ồ, anh ấy cô đơn ngon quá, lại tiếp tục cô đơn nha anh em. Quá sướng nha anh em, hai tội mấy thôi nhưng mà vẫn sư hợp lý mini. Ok, để mình mở tiếp nha, quá đã anh em ơi. Cô đơn vô này ổn quá, ổn luôn. Ừ, Kim Minh Di 2-8 nó quái vô. Quái anh em đã đấy mình trả lại nha anh em. Ok, thật sự con ẹt quá đợt quá ẹt đầu tiên mình mở mà không quay cho anh em coi là được đi kết đồ cacao Kim Minh Di, quá đã anh em ơi. Thì là có hai tàu máy thôi nhưng mà vẫn ok anh em à. Quả có free rượu này quá ảo ảo tung chảo luôn em, nó đã. Ok chứ cộng sẽ có lửa thôi anh em ơi, mình sẽ có lửa đó. Ok, ảo tu lửa rồi hai con anh bò được nha thì vui. Ủa kỳ biển nữa nè, nó tê hay gì hầu hộp quái ồ luôn rồi. Ok cho 20 anh em, quái cô đơn này đẳng cấp nha mấy. Thật sự quá đẳng cấp đâu anh. Ôi trở lại anh em, quái rồi anh em. Quái giống hôm qua thế, lên kẹt cùng 7 xong cái vô mà mở gối cái ra thì điện cái tê. Quái giống hôm qua quá anh em, nhưng hôm nay hơi lỡ xíu. Ôi rồi đôi lúc mình làm clip nó xảy ra một cách trùng hợp bất ngờ, mới khó nghĩ tới được nó. Chiến nha, quái thật. Ok, ô tu lửa rồi. À, mấy cái xe luôn, quái rồi. Phá. Cái tê hả? Icon Katona Henry ha. Ôi con cụ này phải Henry nha, nên cụ này đeo biết vậy đấy, mình chịu cái tên khó đọc quá. Quái ồ luôn em ơi, có free. Đâm ơn. Tiếp nha anh em, thật sự cờ Pháp da chui hầm Icon xịn, mà cờ Pháp phải ra vị trí đợi đúp CDM hoặc là CM anh em thì chúng nó húp Ridan gọi là Zivado CDM là bé tiếp. Trời mấy cái mấy thật sự mình mới nghĩ tới được mấy siêu phẩm nha anh em, của cái tên mình không nghĩ được ai luôn, còn của Bắc. Ok bò đây. Đức ha. Đức CM, Black nữa vậy, quan tư ok Black nhưng em 18 giá suy thôi, ok để mình. Ok nha anh em, nữa rồi, mới khởi động anh em ơi. Ok còn bò thì vui. Bò này chịu luôn mấy ý thôi, còn em là cao luôn nè. Hay đây. Trong bò mấy ý thôi, nó rờ rờ. Giá. Quái cũng mắc vậy, tẩu luôn. Ok nha, để mình nữa thôi. Tiếp nha anh em, thật sự hôm qua mở khi không chui được cái hầm Riva nào anh em ơi. Hy vọng hôm nay sẽ chui được cái hầm Riva gì đó cho anh em coi. Chiến nha, hy vọng chui hầm Riva nha. Ok còn nữa rồi, còn gì đây. Thì điểm hết tên hay gì. Ok hiểu vấn đề anh em, cụ giống như đầu clip. Ok đúng vậy. Ok để mình tiếp thôi nào. Tiếp nữa nha. Hầm gì đây. Hầm gì.
cần nữa hả? Bà vậy? Ý là bê đi nào, đừng xin mau. Ui. Ai đây? Ok. Quá bà đủ nữa nha, 520 min. Here we go, tiếp nữa anh em ơi. Ok, chú làm gì đây? Đắt đây, cần hoài luôn á. Ý nó nè, là bê đi, đừng xin mau. Ít thế luôn, bà ai vậy? Còn tí ít lên. Ui, 850 min luôn để mà. Tiếp nữa anh em ơi. Ok, làm gì? Bà nữa. Ý nữa nè, bỏ ai rồi? Xin mời. Ai vậy? Quái rồi, cái ngươi. Thất con lờ, lỡ luôn này mình. Tiếp tục thôi. Mọi người tế. Rửa đi ba nào. Trời ơi, bồ đi. Tây luôn rồi, tem nha. Xe bê nữa. Bộ thất con lờ đó mà. Không phải, cái ngươi. Một phát lét chịu rồi, để mình. Lầm nọ anh em ơi. Ok, lửa gì? Thôi hết luôn. Mỹ nữa. Phải rồi, 125 nữa. Phải rồi nữa nha anh em. Cứ làm mà hero ở UFO 125 anh em ơi. Nhưng mà ra bao nhiêu đây? Một tội tư nữa nhưng mà giống. Mấy cụ đâu thu tội tư anh em. Quá đã nha, dạng gì vậy là vẫn ok nè. Ok nữa rồi. Lửa rồi. Ai còn hoài bộ đi. Tay nữa rồi. Cấp tay luôn. Ai đâu ra win đó anh em, cũng ra win gì. Chắc vậy đó anh em ơi. Ok là mình nha, nhưng mà cho 18 thôi. Tiếp mày nỉ ơi. Ok, đừng có chui thằng mày còn thương. Thằng gì? Mày còn thương nữa rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nè luôn ba hả, 20. Cũng vậy anh em, cụ này quá quen thuộc, đợi mình nữa thôi. Nọ anh em ơi. Giờ cái đó lạ lùng như nào. Bộ đi. Hàng luôn. Nghĩ chứ 108 anh em ơi, trời bê hàng. Làm mấy cần này thôi, này đâu mấy ngon. Cũng vậy anh em, cụ này bao nhiêu đây? 300, để mình. Tiếp tục nào anh em ơi. Ok, hầm gì. Hai cần nữa rồi. Trời ơi, tòi lỏ luôn rồi, cụ 109 phát lét. Quá quen điều này. Chắc vậy anh em ơi, đúng vậy luôn rồi. Ok, đây mình tiếp. Ôi trời ơi anh em, không sao anh em, mới được chừng nửa chặng đường thôi. Cái hay luôn á, cái cuối, cái kết cuối mà. Làm gì? Còn hoài rồi. Hàng nữa. Rồi bếp, ui, nãy luôn á, quen quá cái gì này. Đúng vậy luôn nha anh em, tiếp tục. Tiến thôi. Lửa gì? Còn nữa rồi. Ý nữa là bê. Xin mà hiểu luôn nha anh em, của hát là nãy nữa. Quá quen. Ok, tiếp tục. Ok, tiếp tục nha anh em, cảm giác qua đêm nay xin hôm qua anh em ơi. Thầm lạ đi. Còn nữa rồi. Ý nữa. Đùa vãi. Chịu đây. Ok, đại mình. Tiếp theo nè anh em ơi. Thầm mày còn nãy giờ quá nhiều đi. Thầm lạ đi, thầm lạ đi. Thôi còn thường nữa rồi. Ý nữa. Gì vậy đi. Ý hoài. Hôm nay có gì cả ý vậy mà phải Bolo Mandini. Ước gì cho Bolo Mandini lần đây mà. Ok, trở lại anh em. Đây qua là quái ạc bờ bữa hổm nó gọi là vô tình là được biết kiếp nha anh em. Hóa bạc được gọi là Wheel Văn Đại và đổi được nha anh em. Nhận nguy hiệu và đổi được. Quá đã nha anh em. Hiện tại đang bán còn 4 chưa bay được nha anh em. Nếu mà bay được mình sẽ mua một cái color MC cho anh em coi. Và hiện tại anh em nào có cái color nào color MC đẳng cấp và xịn sò có muốn lên clip và làm kinh nghiệm thì nói chung là liên hệ nha anh em, thông tin hệ dưới phần comment nha. Cảm ơn anh em. Thật sự muốn bay Văn Đại quá anh em, còn 4 nha, 300 hay mấy trời quá. Nếu bay thì mua MC anh em coi chơi. Mình cũng thích MC anh em, mình cũng thấy khá là mạnh. Ok, chiến thôi. Đi quá nhiều rồi đấy. Làm gì đây? Cần nữa thôi. Ý nó gì? Đức anh em, CM. Quá hiểu điều này em, quá quen rồi. Ok ba. Vẫn cứ thế để mình nha. Tiến thôi anh em ơi. Làm khác nhưng mà nào, ngán này còn quá nữa rồi. Ethan, ra đất thì vui. Ai vậy anh em? Lỗ quá. Quá lỗ luôn anh em. Đợi mình thôi, cái hay luôn ở cuối mà. Điểm thôi nào. Nhá đây, nhá. Trời ơi. Tiếng Anh. Ai vậy, chắc lỗ không hóa lờ quá. Đúng vậy anh em, quen thuộc thôi. Đợi mình. Anh em cho mình hỏi này 10 tuổi hay tuổi vậy anh em? Anh em định đá nhưng mà này 10 tuổi hay tuổi vậy? Vãi rồi, 20 tuổi luôn này. Vãi rồi. Cô đơn như này là cô đơn nha anh em. 10 tuổi hay tuổi ta này giống 10 tuổi chứ. Anh em nào biết định ra mình cái con số này nha anh em.
biết là cầu lon này mình có bao nhiêu TB nhưng mà 10 tuổi hay gì đó anh em ơi. Quái ồ luôn, vô tình luôn này, cụ bữa mới mở nè, quái ồ. Ok, giờ đến mấy cái con hẹt là gối cộng dồn nha anh em, nhận nhiều gối lay lắm rồi. Ok, có mấy cô đơn hôm qua còn dư lại em chưa mở. Ôi ôi quá, dạo này cô đơn xịn quá anh em, cho TB 10 tuổi luôn hay gì anh em ơi, quá sướng. Chiến nha. Lửa khác là vui. Hay bệnh hoài. Ý nha. Chứ mà cụ này bữa nay có duyên bằng vậy anh em. Tắt ra lại diện ngoài này nhiều thứ lắm nha anh em. Chí mua liết. Ui nhìn không, đợi bên. Nè anh em một tuổi mốt nè, nó mới dậy nè, nãy là 10 tuổi đó anh em. Quái wow, vậy là nãy hụp nặng luôn. Đợi. Tiếp thôi nha anh em, gần đến bước cuối cùng. Lụm này. Có gì được hầm cắt khác nha anh em. À, sao có vậy, có gì, có gì. Tại bên nhà hả, CP. Xếp phải rồi, vậy em còn xịn phải CD uống rồi nha. Cụ min mới đúng. Còn min không, đợi bên. Ok, gần đến bước cuối cùng nha mini ơi. Còn cái này sẽ được cái gì đó xin xò nha. Đừng có ai cần thường nữa, chán hầm nó lắm rồi. Ủa hả, bồ đi vui. Tay hoài, tay hầm này nó ngon lắm nha. Em thấy còn lỡ không à. Vui quá quen, quen luôn. Ok, tát ra bây giờ đi thì vui nè, bước ra đúp nè. Ui, nhìn không nữa, đại bệnh. Ok, còn hit này sẽ quyết định nha anh em. Hit quyết định này. Chiến. Hả, mấy cảnh thì đi sao luôn. Còn nữa, bầu vui. Xin lê. Theo nha hết vui. Ok, nhìn không anh em. 3 tàu 3 luôn rồi anh em. Quá, bị từ chết quá. Ờ cũng được. Hit này cũng ổn. Ok được, BT chết gọi là 2 tổng mốt cũng ổn nè. Và được gọi là 3 tổng mấy luôn kìa. Khá là hấp nhớ tuần này. Ngon đẹp anh. Ôi trả lại anh em, hit này hit cuối nha anh em. Mở cho ngạc màu mình nha, xong 3 anh em luôn. Ok cộng qua mở thì mình đập lên cộng 1 cũng bay nha anh em. Ok được gọi là hôm nay xuống giá nha anh em. Còn kim mình 4 tuổi giờ còn xuống 12 triệu tuổi chính nè. Ok ok, khá có đồng mới tới bây đây. Cũng được nha anh em, tức là gần mua bắn như sung đây. Bước xuống có lên hay không, 128 tuổi nhưng em khá là chui chép đời. Chỉ nha, còn cái này sẽ lầm. Giờ hết này mà bắt cái sung luôn nha, thì định mệnh của đời luôn. Biết đâu được anh em, cuộc sống luôn là những thứ bất ngờ mà. Ok, một nháy nhấn nha. Ok, lửa gì đây? Là quái ồ. Áo luôn. Hiểu luôn nha này, hiểu ai luôn. Quái ồ, đi nặng luôn, thằng kia. Lắc hết hồn nha anh em. Quái ồ, lắc là lạo, lắc con thường mới đúng luôn. Ok, tầm 72 rồi nè. Xương xương nếu mà nhảy 3 hấp. Anh 7 tối kia mà đọc 6 là không được. Giờ về 3 thôi nha, nó hết phô luôn. Đúng rồi luôn nha anh em. Ok, không phô được khỏe đọc luôn. Ok, chắc 3 anh em nha. Ok, hôm nay nhẹ nhàng đến đây thôi nha anh em. Còn cảm ơn anh em đã xem clip nha. Hôm nay rất nhiều nha. Cũng sorry anh em quên rồi nè. Bị bế đi. Và anh em có nhu cầu gì, thông tin liệu có gì cũ nha anh em. Giữ vui dưới phần comment trong phần mô tả nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye anh em. Và cảm ơn ngày mai sẽ có được cái gì đó gọi là cho anh em coi. Để mình bye anh em chứ.